này xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng Gview. Thì ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái menu gọi là menu strip trong WinForm. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo một project gọi là menu strip UI. Sẽ tìm chỗ mình lưu nó ha. Strip. Rồi mình chọn WinForm là cái sao? Ok. Rồi menu strip thì đơn giản thôi. Nó rất là thú vị nhưng mà cũng nên hướng dẫn để các bạn biết cách sử dụng. Ở đây mình có toolbox, mình tìm tới chữ menu search it. Bạn nắm kéo vô là các bạn thấy đây chính là cái menu nằm trên góc này nè. Đơn giản vậy thôi. Rồi giả sử mình có thêm item vô, hacketeam.com, item thứ hai là canine. Rồi trong hacketeam.com thì có free education, rồi có cả xe to be better. Rồi đó, rồi mình start thử nè. Đó chính là menu strip. Chỉ có thể là bạn không biết cái control đó để làm gì thôi đúng không? Bây giờ các bạn đã tìm ra được control rồi đó. Ok, đơn giản đúng không? Rồi đó là mức cơ bản của menu strip. Nào là sửa đổi nội dung bản thân, chứ không phải chỉ add chữ không. Bạn có thể add một cái combo box vô. Rồi trong combo box này bạn có thể có những cái nội dung vô, drop down item là những cái item gì đó trong đây thêm vô, thêm vô dạng như nào, nhưng mình nhấn lộn chọn combo box đi. Và có những cái item nè bạn có thể thêm vô, 1, 2, 3, 4, ok đi ha. Đó, rồi bạn có thể thêm separator, rồi thêm một cái test box để nhập liệu vô, rồi vậy hết. Rồi chạy thử lại cho bạn coi. Mở ra, có combo box 1, 2, 3, 4, thấy không? Bạn có separator nè, đó, bạn có thể nhập liệu vô nè. Được chưa? Rất là dễ. Và những thằng này bạn hoàn toàn có thể đặt tên được. Đó, đặt tên như những control bình thường. Cứ tưởng tượng đây là những cái control nó nằm bên trong cái control. Và những thằng này bạn có thể tạo thêm những control con nữa nè. Những dạng này không tạo được, nhưng mà dạng chữ như thế này tạo được. Đó, bạn tạo thêm thằng khác nữa, thêm vô. Đó, cứ thêm vô, nó sẽ sổ ra một nùi ra. Đó, không khó khăn gì. Kinh dị chút. Rồi, chạy thử ha. Bấm nè, ra nè. Bấm nè, ra nè, ra nè, ra nè, ra nè, ra nè, được chưa? Đó, đó là menu strip ha. Rồi, giờ giả sử mình muốn lấy cái, giả sử mình có một cái button đi. Có cái button. Rồi, mình có một cái label. Chung là mình lười rồi. Bây giờ mình muốn khi mà mình nhấn vô cái button này thì cái label á, string etc bằng cái gì đó chưa biết, nhưng mình sẽ có cái label 1.test, nó sẽ bằng cái string này. Và cái string này nó sẽ lấy từ cái combo box ra. Combo box này có tên gì? Đặt tên đó là tooltip combo box đúng không? Thì tool strip, menu tool strip combo, tên như vậy đi. Rồi qua đây thì có phải nó sẽ bằng là menu tool strip combo .selected item chấm to string đúng không? Đó vậy thôi, rất là đơn giản. Bạn lấy dữ liệu ra xài dễ lắm luôn, dựa qua tên mà xài thôi. Giả sử số 2 với tên cái số 2 không, giả sử số 3. Và tức là mình lấy được dữ liệu từ combo box ra rồi. Vậy còn test box thì sao? Chắc là combo box lấy được mà test box lấy không được đó ha. Ok, rồi bây giờ giả sử mình muốn lấy sự kiện khi mà mình click lên những thằng này, mình click lên mình làm chuyện gì đó thì sao? Giả sử thằng verification này mình click lên làm gì? Nhấp đúp vô tạo sự kiện xong. Spot.show đã click vào free education. Khó ghê luôn. Ok, đã click vào free education. Đơn giản ha. Rồi, thì thật sự menu strip này không có gì khó cả, không có gì khó hết. Bạn có thể thêm vô. Rồi, giả sử bạn muốn thằng này nó di chuyển qua bên này được không? Tức là đổi vị trí của nó. Mệt cái dead có lẽ nào? You match in a position with target to strip. Giả sử không, không thấy thay đổi. Thằng này nữa coi. Hai thằng cũng là -1, vậy khác khỉ gì đâu. Có gì nó thay đổi vị trí không ta? Tự nhiên là không có nhỉ. Có lẽ là nắm kéo cũng không được. Được hả? Giờ nắm kéo đổi vị trí thôi. Khỏe, hay quá trời. Rồi, xem còn gì nghịch không nha. Có một cái là circuit key.
bạn có thể tạo được circuit key. Giả sử bây giờ bạn muốn cái free replication này nó có một cái circuit key, đây bạn chọn circuit key là bằng chuột, bạn chọn giả sử là control, thêm một phím nữa là phím control k đó. Nó sẽ là circuit key đó, nó hiện lên. Giả sử bạn muốn hiển thị nó hay không, chọn đây một cái là tắt, cái là không chưa. Rồi circuit key display string, giả sử bạn display là gì, cái gì vậy đó, là tùy bạn được không. Bạn muốn hiển thị cái này thì hiển thị, không thì thôi, bạn xóa trắng thì nó sẽ hiển thị là circuit key. Ok rồi, ok. Test email relation tức là tức là bạn có thể chèn cả một cái email vào đây nữa. Giả sử mình thêm một cái email đó, import vô ha. Logo, logo này, ok. Pew. Đó, email nằm đây. Rồi bạn thậm chí có thể là chỉ cho hiển thị email không hiển thị test, chỉ cho hiển thị test không có hiển thị email, bằng cách kiếm cái đã quên đó rồi. Đây, display type, test là chỉ có test, email là chỉ có email, nên là không hiển thị gì hết. Email là test. Ok. Check state. Check. Indeterminate. Uncheck cơ bản là dấu gì đâu. Ok. Check on click. Chu. Rồi ok, thử coi check on click đi ha. Chúng ta cùng nhau thử nè. Chu, chu. Ok, không thấy có gì khác biệt hết. Nó có dấu check ở đây. Nó có dấu check ở đây. Đó. Check gì đây? Check gì đây phải không? Có gì không? Cái gì không? Ồ, chắc là không có. Không thấy có sự khác biệt nhiều. Ok. Tiếp tục ha. Đó là một item thôi. Còn nguyên cái menu strip thì có bao nhiêu đó? Nguyên cái menu strip là có gì đâu. Tí nữa mình sẽ chỉnh. Bây giờ mình sẽ chỉnh một item trước. Thằng này cũng chỉ là một item giống như mấy thằng này thôi nha. Rồi tiếp tục nè. Xem còn gì nghịch nữa không? Drop down item. Thì mấy cái này là danh sách item 100. Rồi. Thế rồi. Bạn có thể chỉnh mắt ra email bình thường thôi. Rồi ok. Đó. Rồi bây giờ mình qua bên cái thằng này, bạn hoàn toàn có thể chỉnh cái test direction. Thằng này sẽ thú vị đây. Ok. Did you see that? Did you see that? Bạn thấy cái gì không? Thú vị ha. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Vertical. Rồi ok. Rồi bấm nó sổ ra như thế này. Thì bây giờ mấy thằng này mình cũng chỉnh vậy có được không ta? Đây. Cho tất cả nó về vertical hết. Nó nhảy tí tẹo à, không có vừa. Rồi thứ nào cũng không được luôn. Inherit không được luôn. Rồi xong, chạy thử coi lại cái gì đã. Đó. Rồi chúng ta sẽ thấy có nhiều điều thú vị. Ok. Rồi, nhìn nó không ra gì hết, gớm vãi. Nhưng mà bây giờ bạn thử như thế này. Bạn chọn nguyên menu, bạn tìm tới thuộc tính doc. Hay hơn rồi ha. Có ai nhận ra điều gì không? Đó, là mình hoàn toàn có thể thay đổi vị trí của menu strip. Ok. Mà như đó chưa đủ đâu, còn nữa cơ. Bạn tìm tới thuộc tính tab tiếp, chọn là none. Ok. Một cái menu strip mình để ở góc này. Rồi mình làm thêm thằng ha. Copy, paste. Thêm thằng nằm ở góc này. Đó, chạy thôi. Đó ai cấm mình đâu. Đây cũng là cách để mà bạn có thể làm kiểu này. Một thằng nằm góc này, thằng nằm góc này. Ok, chỉ trình bày hình như giống với ai thôi. Các bạn thấy cái này thằng này giống không? Một cái nằm phía bên này, một cái nằm phía bên này. Làm sao làm được như vậy? Đó. Ok. Đó trả lời một số câu hỏi của một số bạn đã từng hỏi ha. Rồi tiếp chúng ta nghịch xem còn gì nghịch được nữa không nha. Thì chính cái thằng menu strip thì cũng vậy thôi. Bạn đổi lại sẽ đổi theo. Rồi. Xem còn gì nghịch nè. Enable. Thấy rồi. Read style. Giả sử visible, bạn sẽ thấy có thằng này nè. Mà thằng này thật sự mình vẫn chưa tìm được cái event nào để mà xài chung với cái rip này. Thì cũng hơi bó kèo, không biết phải làm sao hướng dẫn các bạn. Thường nó sẽ giống cái dạng drag and drop như thế này nè. Nắm kéo như thế này nè. Nhưng mà thằng này nó không hỗ trợ chuyện đó, nên chắc là các bạn phải tự code bằng tay. Phê đó. Rồi, chắc là bữa nào mình sẽ làm một cái video hướng dẫn drag and drop ha. Ok, rồi tiếp tục nè. Background email layout, mấy cái đó bình thường quá rồi. Ở đây đâu còn gì đâu nghịch. Layout style, horizontal, stack, vertical nè. Những vertical nè. Được chưa? Đó chính là layout style. Rồi giả sử flow,
sử là table, sử là stack with overflow gì đó. Ok, rất là đơn giản ha. Rồi, menu strip cho các bạn nghịch như vậy, rất là dễ, không có vấn đề gì hết. Ok, bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng về tooltip mà các bạn thật sự là có thể, các bạn có thể code ra cái menu strip được nha. Đơn giản thôi, có gì khó không ta? Thằng này cơ bản nó chỉ là một control thôi mà, được không? Bạn chỉ việc add vô thôi. Bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái gọi là tooltip. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc có ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha. Ở cái dòng này là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất dòng. Ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình